Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Hiện nay, mua một bánh Filet-O-Fish, 10 miếng chicken McNuggets hay một bánh Big Mac thì được mua món thứ hai chỉ thêm 1 đồng. Học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. Nhấp từng khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khát mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Lido Sài Gòn TV, phát hình live trên băng tần KDOC miền Nam Cali là 56.10, miền Bắc Cali 16.11 và ở vùng Houston, Texas là 27.6. Chương trình của chúng tôi cũng được đăng livestream trên mạng lidosaigontv.com. Quả ví quý vị nào mà đang bận rộn không thể coi được những chương trình của đài đó thì có thể vào like và subscribe Facebook hoặc là YouTube của đài. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2023. Một lần nữa thì Lê Thái gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình, cũng như là em gửi lời chào đến chị Như Huyền. Cảm ơn Lê Thái, chào Lê Thái, Happy Saturday Lê Thái. Và Như Huyền cũng kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Và thời tiết ở Cali, cho quý vị biết trong những tuần vừa rồi trời rất là nắng, nhất là tháng 8 cho tới tháng 9 vọng, thưa quý vị. Nên quý vị nào mà đi ra ngoài, nhất là đi hiking, thưa quý vị, nhớ cẩn thận, mang nước rất là nhiều và cũng đừng đi cái giờ mà trưa nắng nóng nhiều quá, vì như nghe ở trên đài xảy ra có nhiều người đi hiking là bị xỉu vô đường hoặc là có những cái tai nạn xảy ra rồi mất mạng luôn. Nên quý vị đi chơi nhớ cẩn thận và uống nước nhiều, nhất là những quý vị mà lớn tuổi. Dạ vâng, nhiệt độ Cali thì như quý vị cũng đã biết đến, mùa này là mùa hè rồi thì thời gian thời tiết rất là nóng, và dự báo thì năm nay thì thời tiết nó nóng hơn những cái năm ngoái rất là nhiều. Thật ra đây là cũng là một trong những cái lời khuyên mà không phải là như Huyền, Lê Thái khuyên đến quý vị, mà ngay cả bản thân của chúng tôi cũng phải cung cấp đủ nước, tại vì hôm nay cơ thể em cũng không có được tốt lắm. Giống như là mình bị khí hậu nó đột ngột quá, lạnh nóng lạnh nóng, thành ra làm cho mình rất khó chịu và dễ bị bệnh lắm, thưa quý vị. Chương trình Cà phê sáng của tuần thì chị em chúng tôi vẫn tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin vô cùng ý nghĩa, quen thuộc và vui ở chung quanh cuộc sống của chúng ta trong những ngày cuối tuần. Như quý vị cũng biết là nhiệt độ là một trong những cái thứ quyết định rất là nhiều cái. Sức khỏe của chúng ta cũng là một trong những cái mà nó phải được quyết định bằng cái nhiệt độ. Thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh giống như chị Như Huyền mới nói đó, thì nó có thể làm cho chúng ta trở nên là bị mất nước, hoặc là quá lạnh thì làm cho chúng ta trở nên bị cái người bị mất thân nhiệt đi. Riêng con người chúng ta thì chúng ta biết là ảnh hưởng về bởi nhiệt độ cũng khá nhiều. Nhưng quý vị có biết là máy bay cũng là một trong những cái phương tiện di chuyển hàng không mà nó cũng ảnh hưởng bởi nhiệt độ rất là nhiều. Ngày hôm nay thì chắc chắn là cái thông tin này quý vị, em nghĩ là chị Như Huyền cũng ít để ý, và quý vị nào mà chúng ta không có đọc báo chí nhiều đó thì chắc cũng sẽ rất là cần cái thông tin này. Người ta nói rằng là nhiệt độ mà càng cao, thưa quý vị, thì máy bay nó lại càng khó cất cánh. Tại sao như vậy? Trong cái tình hình nắng nóng trở nên mà ngày càng thường xuyên hơn hiện nay đó, thì cái vấn đề mà khó cất cánh bởi những cái chuyến bay nó có thể là gia tăng với rất là nhiều cái chuyến bay của nhiều hãng hơn, buộc các hãng hàng không người ta phải ngừng lại hoặc là hủy những cái chuyến bay. Và bất kỳ một cái máy bay nào cũng phải đối mặt khi mà nó cất cánh là máy bay rất nặng, và cái lực hấp dẫn của nó thì giữ cái phương tiện ở trên mặt đất. Và để vượt qua cái lực hấp dẫn đó thì máy bay cần phải tạo ra một cái lực nâng, và đó là dùng cái không khí để mà nó đẩy cái máy bay lên. Cái lực nâng, thưa quý vị, nó phụ thuộc vài yếu tố, như là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất đó là nhiệt độ của không khí ở ngoài trời. Và khi mà cái không khí nó ấm lên, không khí nó nở ra, thì cái vô số cái phân tử nó có thể là đẩy máy bay lên, nó giảm đi. Có nghĩa là những cái phân tử mà đẩy máy bay lên nó sẽ bị giảm đi. Thành ra máy bay rất là khó khi mà nó bay lên, nó nâng lên cái độ cao nếu như mà nhiệt độ ở ngoài trời quá nóng. Tương ứng với mỗi mốc nhiệt độ tăng khoảng 3 độ C là khoảng từ 6 cho đến 7 độ F đó, thì cái lực nâng của máy bay nó giảm đi là 1%. Và đó không phải là một cái lý do riêng mà một cái hãng máy bay hay là một chiếc máy bay nào đó nó gặp phải. Tất cả những chuyến máy bay nào mà khi chúng ta bay lên bầu trời mà gặp cái thời tiết như vậy thì cũng đều rất là khó khăn trong việc di chuyển. Và cái thực sự là cái sự khắc nghiệt của thời tiết này nó sẽ ảnh hưởng lên những cái chuyến bay trong tương lai và trong những cái mùa hè nắng nóng như thế này.
Và vấn đề mà ảnh hưởng tới sân bay ở độ cao lớn, nơi mà cái không khí, thưa quý vị, nó tự nhiên, nó vốn rất là mỏng hơn ở ngoài không trung. Cái đường băng mà ngắn á, thì máy bay lại có ít chỗ để mà nó tăng tốc hơn. Và những cái chuyến bay nào mà chúng ta mà thấy có gió ngược chiều lại á, thì nó lại có lợi cho hoạt động cất cánh. Nhưng một số bằng chứng cũng cho thấy rằng là biến đổi khí hậu nó gây ra những cái vấn đề mà nó làm cho máy bay có thể làm ảnh hưởng cái vấn đề cất cánh hoặc hạ cánh của máy bay. Trong cái đợt nắng nóng năm 2018 thì hơn một chục chuyến bay buộc phải trả bớt hành khách để mà nó có thể cất cánh an toàn. Một chuyến bay thậm chí là phải bỏ lại 20 người. Trong năm 2017 cũng là hàng chục chuyến bay phải hủy bỏ trong vòng vài ngày ở sân bay quốc tế là Sky Harbor tại Phoenix, Hoa Kỳ chúng ta, khi nhiệt độ nó lên tới là 48.8 độ C, vượt quá cái nhiệt độ hoạt động tối đa của nhiều máy bay chở khách mà chúng ta vẫn thấy. Một cái nghiên cứu từ trường học Columbia dự đoán trong năm 2050 sắp tới đó, thì một cái máy bay thân hẹp thông thường của Boeing 737 á, sẽ phải là tăng mức giới hạn trọng lượng từ 50% lên đến là 200% trong các tháng mùa hè ở bốn sân bay lớn của Mỹ là LaGuardia, sân bay quốc gia là Reagan và sân bay quốc tế Denver hoặc là Sky Harbor. Một trong số đó là người ta phải lên lịch khởi hành xa với cái cột mốc những cái ngày mà thời tiết nắng nóng, hoặc là người ta tập trung những cái chuyến bay nhiều hơn vào sáng sớm hoặc là chiều muộn. Đây là một cái chiến thuật vốn được sử dụng rất là nhiều ở khu vực nóng như là ở Trung Đông mà người ta hiện nay đang sử dụng cho các sân bay người ta di chuyển. Và máy bay nhẹ thì cũng ít bị ảnh hưởng bởi vấn đề như vậy. Thành ra điều này nó thúc đẩy những cái phát minh mới trong tương lai, có thể là người ta sẽ chế tạo những chiếc máy bay bằng những cái ứng dụng vật liệu tổng hợp như là những cái sợi carbon cho cái khung máy bay nó nhẹ hơn rất là nhiều. Và hiện nay thì những cái nhà mà đang sản xuất máy bay Boeing hãng 7 Boeing của Hoa Kỳ chúng ta cũng như là của Airbus, thưa quý vị, người ta cũng đang lên kế hoạch để mà sử dụng những cái gọi là nguyên vật liệu thật là nhẹ, thật là rẻ, thật là nhẹ và thật là chắc ăn để mà có thể mà ráp ráp máy bay để mà có thể bay trên bầu trời và giảm được cái phần nóng lên, có thể đẩy máy bay đi lên những cái độ cao mà chúng ta yêu cầu an toàn. Wow, cảm ơn Lê Thái cái bản tin đó. Quý vị, cái vấn đề mà máy bay mà nóng bay lên nguy hiểm thì Nhi còn chưa biết nữa. Và ngày hôm nay Lê Thái đưa cái bản tin rất là hữu ích đến cho chúng ta, phải không thưa quý vị? Thưa quý vị, đôi lúc cái cuộc sống đời thường hàng ngày, những cái thói quen rất là nhỏ nhặt của chúng ta như của Nhi Huyền, Lê Thái và của tất cả mọi người, và đôi lúc mình không biết rằng nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe và trí tuệ và những cái vật dụng xung quanh của chúng ta, phải không thưa quý vị? Và ngày hôm nay cái mà Nhi với Lê Thái hay nói tới đó là tắm. Khi mà mình đi về bên ngoài về thì quý vị có nhảy lên vô trong phòng tắm và tắm liền hay là không? Thì đó là cái thói quen của mỗi người thưa quý vị, mà đôi lúc như cũng nói là cái thói quen đó có thể ảnh hưởng tới những cái vấn đề nhỏ nhặt sức khỏe của mình. Thì cái thói quen không tắm sau khi đi bên ngoài về có thể gây ra nhiều tác hại cho bản thân và sức khỏe cũng như là những người xung quanh chúng ta. Sau một ngày dài làm việc, mọi người có xu hướng nằm dài trên giường trước khi tắm và thay quần áo. Thói quen này đã vô tình mang nhiều vi khuẩn, khói bụi từ bên ngoài vào nhà và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cá nhân và những người thân trong gia đình của chúng ta nữa. Các chất ô nhiễm trong không khí bên ngoài mà mắt thường có thể nhìn thấy đó là khói bụi từ các nhà máy, xe cộ. Ngoài ra, cơ quan môi trường quốc gia NEA của chính phủ Singapore cũng nói rằng không khí còn có chất ô nhiễm vô hình mà mắt người không thể nhìn thấy như các hạt bụi mịn PM2, sulfur dioxide, SO2 hoặc là nitrogen và rất là nhiều những cái loại khác CO. Và phó giáo sư kỹ thuật xây dựng trong môi trường Đại học Quốc gia của Singapore cho hay rằng bên ngoài là nơi chứa nhiều vi khuẩn và các vi khuẩn và nấm rất là nhiều. Và theo ông Kim Kenhua, bác sĩ tai mũi họng của bệnh viện Mount Elizabeth Singapore, đồ lót, quần jean hoặc là áo khoác mặc nhiều lần, đặc biệt là mặc khi đi ra ngoài sẽ dễ bị nấm mốc. Và bên cạnh đó, ông Sean Vasu, tiến sĩ và giám đốc lâm sàng của Trung tâm Quốc gia về bệnh truyền nhiễm tại Singapore cũng đã tiết lộ rằng các vi sinh vật phổ biến đã được tìm thấy trên vải dệt có khả năng thuộc nhóm vi khuẩn như là Staphylococcus hoặc là vi khuẩn tụ cầu có thể gây nhiễm trùng. Và ông cũng nói rằng các hạt nhỏ lơ lửng trong khí như là bụi, phấn hoa, khí thải xe cộ có thể bám lên quần áo và gây dị ứng, kích ứng cái đường hô hấp của chúng ta. Cho nên đó là một trong những cái thói quen khi đi về mình nên tắm liền. Và cái thứ hai nữa đó là
thay đồ mỗi ngày mình mặc một bộ đồ khác nhau mà không phải là mình bỏ vô trong tủ lại thưa quý vị, mà phải là hút bụi hoặc là đem đi giặt hoặc là dry clean. Một số người khi mà về tiết cái bộ đồ nghĩ là tôi mới mặc ở trong ngày thế nó còn sạch quá, hửi rồi thấy còn nghe mùi dầu thơm rồi nghĩ là giống như là mình mặc còn sạch nên đem treo lại bên trong, nhưng mà đó là trong những cái mà cái hành động mà vô tình chúng ta sẽ đưa vi khuẩn vào trong cái tủ đồ của chúng ta. Một cái áo mà nó dơ nó lây hết nguyên cả một cái tủ đồ như vậy. Còn con cái con nhất là dạ, có con nít rồi nữa phải không? Vâng, nhưng mà em cũng có thói quen là khi mà đi về là chúng ta tắm, là chúng ta leo lên giường hay là leo lên sofa thì vẫn thoải mái hơn là chúng ta để người dơ, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 1 cà phê sáng cuối tuần. Chúng tôi xin quý vị giữ màn hình và sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ trở lại.